Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 36. Vốn Tiểu Hoàng đã không có nhiều sức lực, giờ đây chỉ mới ốm dậy, càng trông mềm mại như một chú dê con mặc tình người ta xâm chiếm. Y nào có sức gì để chống lại Tư Đồ chứ? Nhưng nghĩ thì cũng đáng giận thật, gã Tư Đồ này lại nhân cơ hội để làm càn làm ẩu, mà lần trước cũng là ở trong nước. Quỳnh nói không đúng. Tiểu Hoàng chống cự không được, chẳng còn cách nào khác là chỉ phản kháng ngoài miệng mà thôi. Y đã thấy áo ngoài của mình bị cởi ra, còn áo trong cũng bị mở rộng rồi. Gì mà không phải? Tư Đồ ngã người sang cười. Tư Đồ ta là một đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh. Lần trước tại Thiên Nha Nhãn, Quynh đã đồng ý với ta thế nào? Tiểu Hoàng càng giận hơn nữa. Đồng ý với ngươi rằng sau này sẽ không thân mật trong đầm nước nữa. Tư Đồ khanh khách cười, bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn. Quynh không được cởi. Tiểu Hoàng duỗi tay ra, níu kéo quần áo của Tư Đồ lại, động tác quá mạnh. Mà hai người lại đứng bên bờ suối trơn trượt nữa. Thế là Tiểu Hoàng quýnh quán lên, trượt chân, toàn thân bật ngửa về sau, rơi vào trong dòng suối la đà hơi nước nóng. Tiên tiên! Tư Đồ sợ hãi, cũng không cần cởi bỏ y phục nữa, mà phi thân tiến đến, ôm lấy Tiểu Hoàng, rồi hai người cùng nhau bơi vào trong dòng nước. Không sao cả chứ! Tư Đồ nhanh nhẹn quan sát Tiểu Hoàng trong lòng hắn, thấy y không sao mới cả cười. Thấy chưa, không phải ta làm ngươi rơi xuống, mà là ngươi tự rơi xuống đó. Quynh! Tiểu Hoàng vừa quýnh quán vừa tức tối, nhưng cái gã Tư Đồ vô tâm vô phế lại đi cởi hết y phục ướt sũng của y ra, còn lầm bầm trong miệng. Coi này, quần áo đều ướt hết cả rồi, thế này là muốn để mông trần đi về hay sao? Không có mà. Tiểu Hoàng buồn cười, gã Tư Đồ này lại nói bậy rồi. Có nóng không? Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Nước ở ven hồ thì kha khá ấm, ra sâu hơn thì sẽ nóng đó. Vừa đủ rồi. Tiểu Hoàng cởi dây buộc tóc ra, hai tay vịn lấy vai của Tư Đồ, rồi khẽ ngửa đầu lên, để mái tóc chìm vào trong nước. Khi ngẩng đầu trở lại, toàn bộ mái tóc đều đã thấm ướt, mềm mại thả xuống bờ vai. Tiểu Hoàng thư thái thở nhẹ một hơi. Tư Đồ trông thấy màu da của Tiểu Hoàng trong lòng của mình đã nhuốm lên một màu đỏ ửng. Mái tóc ướt mềm bớt lại sau gáy, trên hàng mi dài hãy còn vương những hạt nước trong veo. Tỉ mỉ ngắm nhìn, Tư Đồ mới hay Tiểu Hoài tử dường như lại trưởng thành thêm một chút nữa. Chẳng biết có phải gần đây bị gầy đi một chút hay không, mà chiếc cằm vốn tròn trịa giờ đã thon hơn. Nơi đầu mày khóe mắt lại hiện sự diễm lệ không nói được thành lời, thật sự rất là quyến rũ. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhìn mình đăm đăm mà ngốc lăng, thì cảm thấy xấu hổ, bèn quay người đi tiếp tục chạy tóc. Nước suối ấm áp đã rửa trôi đi cảm giác ệ oải của Tiểu Hoàng mấy ngày hôm nay, và làm dấy lên đôi chút buồn ngủ nữa. Tiểu Hoàng bèn dựa vào lồng ngực của Tư Đồ, đặt càm lên vai của hắn, toàn thân thả lỏng ra, cứ dựa sát như thế mà nói. Thật thoải mái quá chừng. Buồn ngủ hả? Tư Đồ khẽ vốc nước lên để rửa sạch mái tóc cho Tiểu Hoàng, hạ giọng kề sát vào tai y nói. Mệt thì ngủ một lúc đi, đầu gỗ nói cơ thể của ngươi yếu ớt, chỉ có thể ngâm ở trong suối nước nóng nửa canh giờ thôi, hơn nữa là không tốt đâu. Ừ, Tiểu Hoàng gật đầu, thấy Tư Đồ đang dựa vào một tảng đá, thật thà xả tóc cho mình mà cũng không có ý tứ gì khác, thì cười khẽ. Ta biết Quynh sẽ không làm đâu mà. Tư Đồ nhìn trời. Ta bảo rằng muốn vận động, chứ có phải là muốn thân mật đâu, ngươi là người hiểu sai thôi mà. Tiểu Hoàng cục cửa sao cho có được tư thế thoải mái nhất, vừa cười vừa nói với Tư Đồ. So bóp vai đi, chỗ ấy mỏi quá. Quả nhiên Tư Đồ nghe theo, so bóp bờ vai cho Tiểu Hoàng, vừa so vừa nói. Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện thú vị nha. Chuyện gì hả? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, thấy tiểu hài tử trong lòng hắn đã bị nước nóng nhóm cho làn da thành mà hồng phấn. Tư Đồ nuốt một ngụm nước bọt, rồi ấp úng nói. Hôm trước khi ngươi bị ốm thì tứ nương cũng bảo rằng khó chịu. Tứ nương làm sao? Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột.
Đầu gỗ bắt mạch cho tứ nương, bảo rằng đó là hỷ mạch, đã có được hơn 3 tháng rồi. Tư đồ cười. Thật ư? Tiểu hoàng vừa mừng vừa sợ. Vậy chẳng phải sẽ sinh ra một tiểu bảo bảo đó hay sao? Đúng vậy. Tư đồ nhéo má của tiểu hoàng. Tứ nương nói, nhóc con ấy sinh ra rồi, sẽ nhận chúng ta làm nghĩa phụ đó. Người sẽ dạy dỗ học vấn cho nó. Tiểu bảo bảo nha. Tiểu hoàng dụi dụi vào vai của tư đồ. Hẳn là đáng yêu lắm. Tiên tiên. Mặt của tư đồ hơi ửng đỏ, hắn nói với vẻ hơi xấu hổ. Ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa, nguy hiểm đó. Nguy hiểm gì cơ? Tiểu hoàng chẳng hiểu, ngước lên nhìn tư đồ. Y thấy sắc mặt của tư đồ bất thường thì vươn người về gần, dùng tay thử sờ lên trán của hắn. Sao mặt của huynh lại khó coi như thế? Huynh không ổn ư? Không. Tư đồ há hốc mồm cả buổi trời, chỉ phun ra được một chữ, rồi lại nhìn tiểu hoàng mà nuốt nước bọt. Tiểu hoàng lại càng không hiểu được. Y bè ngã người đến gần hơn để nhìn kỹ hơn nét mặt của hắn. Chẳng ngờ đâu vừa tới gần thì đã cảm thấy được một thứ gì đó cưng cứng bên hông của mình. Tiểu hoàng lập tức hiểu rõ đó là vật gì. Thảo nào mà mặt mũi của tư đồ lại khó coi đến như vậy. Gã này nhất định là lại đang nghĩ quan nghĩ xuyên rồi đây. Tiểu hoàng đã bừng mặt, lúng ta lúng túng, lách người về một phía. Tư đồ ôm y, rồi cọ cọ, dụi dụi. Cơ thể của tiểu hoàng cứng ngắc, xấu hổ trừng mắt, lườm tư đồ, rồi nhỏ giọng mắng một câu. Sắc lang. Ta mà là sắc lang. Tư đồ trừng lại. Ta mà là sắc lang thì còn nhịn khổ cực như vậy làm gì hả? Đã sớm trực tiếp. Lời còn chưa nói dứt đã bị tiểu hoàng bịt miệng lại. Gương mặt ửng hồng của y trợn trừng. Huynh còn nói bậy nữa. Tư đồ nhướng mày mà im thinh thích. Bàn tay bịt miệng tư đồ của tiểu hoàng rung lên rồi thu về. Vừa kịp lúc ấy, tư đồ liếm vào lòng bàn tay của y. Quân sao lại làm vậy? Tiểu hoàng nhúng bàn tay vào trong nước nóng. Sao hả? Tư đồ bất mãn. Hôn cũng không cho à? Ta là tướng công của ngươi đó. Tiểu hoàng không nói gì, lại cảm thấy rằng vùng kia của tư đồ lại cương to hơn nữa, thì y nhăn mặt chu mũi nói. Đừng to nữa mà, xấu hổ chết đi được. Tư đồ xích một hơi. Nơi này có phải ta muốn nhỏ là nhỏ được đâu. Nói xong thì cười xấu xa, nhèo nhèo mắt mấy cái, ghé vào lỗ tai của tiểu hoàng mà nói. Thật ra, ngươi có cách khiến cho nó nhỏ lại đó. Tiểu hoàng nhấc chân, đá vào chân của tư đồ một cái, trừng mắt lên. Lại nói bậy. Tư đồ hôn lên làn tóc mai của tiểu hoàng, giọng hắn hơi khàn đặc. Tiên tiên, so cho ta đi. Mặt của tiểu hoàng đỏ như trứng tâm luộc, y dựa sắp vào trong lòng của tư đồ, giọng cũng nghẹn lại mà thầm nói. Không cho. Khó chịu quá. Tư đồ véo cái hông của tiểu hoàng. Ngươi không so cho ta, ta ăn hiếp ngươi à nha. Huynh không làm đâu. Tiểu hoàng tỏ ra dáng vẻ ta không sợ đó, rồi còn cố ý dựa vào người của tư đồ cọ cọ, lại ngước lên hôn càm của hắn một cái. Tư đồ trần trừng lên, hơi thở của hắn gấp gáp hơn một chút, miệng mồm của hắn mắng khẽ một tiếng. Chết tiệt. Cơ thể của hắn dường như không khống chế được, ôm sát lấy tiểu hoàng cọ tới cọ lui. Tiên tiên. Tiểu hoàng mềm nhũn tựa vào bờ vai của tư đồ. Đầu của ta còn choáng váng, không có sức gì cả, bệnh chỉ vừa mới hết, huynh không thể lộn xộn được. Ngươi học với ai ra đó hả? Tư đồ nóng giận, hắn nhủ thầm rằng thằng nhóc con thật thà trước kia bây giờ đã hóa thành tiểu yêu tinh rồi, mê chết người đi mà không thể nào ăn được. Ấy thế nhưng lòng vẫn dặn lòng là mình phải nhịn, thà rằng như thế, nếu không thân thể của tiểu hài tử sẽ không chịu đựng nổi. Hiếm hoi lắm tiểu hoàng mới có dịp chống chế được tư đồ, y đắc ý dựa vào lồng ngực của hắn, rồi cấu khẽ vào cánh tay hắn. Lần sau, xem huynh còn dám ăn hiếp ta nữa hay không? Ngươi mà còn nói được lần sau à? Tư đồ cười âm hiểm, đợi ngươi khỏi hẳn rồi, lần sau chúng ta lại thanh toán cho xong. Tiểu hoàng bắt đầu khẩn trương, ngước lên nhìn tư đồ. Sao huynh thù dai như vậy chứ? Phải thế chứ? Tư đồ bật cười. Có thù mà không báo thì còn là quân tử sao? Để lần sau ta coi dạy dỗ ngươi như thế nào. Không được. Tiểu hoàng lùi về một chút. Ta không muốn làm đâu. Không làm. Tư đồ chồm qua. Chúng ta nói lời phải giữ lấy lời. 10 ngày sẽ có một lần. Quên rồi ư? Sao huynh lại như vậy? Tiểu hoàng ngẫm ngợi một hồi,
rồi cảm thấy nguy hiểm vẫn sờ sờ ra đó. Bèn chịu xuống nước mà rằng: "Vậy, vậy chúng ta làm hòa nha, được không?" Từ Đồ mỉm cười, ôm Tiểu Hoàng sát lại, rồi cầm lấy tay của y, thủ thỉ: "Được thôi, nhưng người phải ngoan ngoãn nghe lời." "Ừ." Tiểu Hoàng vùi mặt vào lồng ngực của Tư Đồ, mặc cho hắn cầm lấy bàn tay của mình, làm ra mấy cái chuyện khiến y đỏ bừng cả mặt, mà tim thì cứ đập thình thịch. Tương Thanh dựa vào cửa ở ngoài thạch ốc, ngẩng lên chăm chú ngắm nghía nhìn những làn mây phiêu đãng trên vòng trời, rồi chậm rãi mở miệng trầm giọng nói: "Ban chủ đã dặn, cậu không được phép ra ngoài." Ngao Thịnh vừa mới ló cái đầu ra thì đã nghe thấy tiếng nói của Tương Thanh. Ta chỉ ra ngoài có chút xíu, làm gì ghê vậy?" Ngao Thịnh vẫn cứ ngoan cố, bước một bước, khiêu khích hất mặt nhìn Tương Thanh. "Ta cứ đi đó, đố ngươi bắt được ta." Tương Thanh nhìn sang nó một chút, rồi lại tiếp tục ngó lên tầng mây trôi trên vòng trời. "Nghe nói ngươi theo ta về hoàng cung, bảo vệ cho sự an toàn của ta." Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh gật đầu, rồi cất giọng hờ hững. "Ban chủ có phân phó ta đi theo cậu." "Vậy ngươi phải nghe lời của ta." Ngao Thịnh đắc ý. "Nghe bảo rằng công phu của ngươi không tồi, vậy sau này ta bảo ngươi dạy dỗ ai thì ngươi phải dạy dỗ kẻ đó." Tương Thanh cúi xuống nhìn lướt qua Ngao Thịnh. "Ban chủ bảo ta bảo vệ cậu, chưa từng nói ta phải nghe lời cậu. Ta chỉ vâng theo mệnh lệnh của ban chủ thôi." Ban chủ Ngao Thịnh khinh bị bẻ môi ra. "Tư Đồ bảo ngươi đi chết, ngươi cũng đi à?" Tương Thanh gật đầu, trả lời gọn ghẽ. "Tất nhiên." "Ngươi..." Ngao Thịnh tiến sang giơ chân đá vào chân của Tương Thanh một cái. "Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?" Tương Thanh lạnh lùng ngoảnh đi, tiếp tục ngắm mây giạc trôi ở trên bầu trời. "Này..." Ngao Thịnh đi đến, ngồi xuống nơi chiếc ghế đá trong sân, hỏi Tương Thanh. "Ngươi so với Tư Đồ, ai lợi hại hơn?" Tương Thanh nhìn mây, trả lời ngắn gọn. "Ban chủ là thiên hạ đệ nhất." "Vậy..." Ngao Thịnh gật đầu. "Vậy ngươi là thiên hạ đệ mấy hả?" Tương Thanh chẳng đáp, lại tiếp tục ngắm trời mây. "Mây móc kia, đẹp quá cái gì chứ?" Ngao Thịnh vỗ môi ra, đi đến bên cạnh Tương Thanh rồi bảo. "Bằng không thì thế này nha, ngươi đừng nghe lời Tư Đồ kia nữa. Nghe theo ta đi, chờ ta làm hoàng đế rồi, sẽ phong cho ngươi làm đại quan, được chứ?" Tương Thanh hướng mặt xuống nhìn Ngao Thịnh. "Làm chức vị gì?" "Làm đại quan, tốt lắm nhá." Ngao Thịnh hất mặt lên. "Về sau này, trừ ta nói ra thì ai ngươi cũng không cần nghe theo. Đứng dưới một người mà trên cả vạn người, có gì không tốt đâu." Tương Thanh cười nhạt. "Ta từ ban chủ nói ra thì không bao giờ nghe những người khác. Giữa hai bên có gì khác nhau đâu. Nhà ngươi thật là cạn nghĩ." Ngao Thịnh dây dây bàn chân của mình rồi kêu. "Ngươi so bóp cho ta, lúc nãy Tư Đồ điểm huyệt đạo của ta, cả người của ta tê rần hết cả rồi." Tương Thanh không đối ngoài gì đến nó, tiếp tục đứng im tại chỗ. "Ê!" Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh thật kỹ. "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tương Thanh tiếp tục giữ im lặng. "Ngươi bị câm hay bị điếc đó?" Ngao Thịnh tức tối. "Ta 14 tuổi, sắp sang 15 tuổi rồi, còn ngươi thì sao?" Tương Thanh khẽ giật mình, nhìn dốc dáng của Ngao Thịnh chỉ cao ngang tầm ngực của mình. "Cậu đã 14 tuổi rồi." "Đã bảo rằng sắp 15 rồi." Ngao Thịnh đắc ý. "Hết 3 năm nữa là có thể đăng cơ làm hoàng đế được rồi đó." Tương Thanh lắc đầu. "Thì ra tiểu tiên sinh chỉ lớn hơn cậu có 3-4 tuổi." "Phải." Ngao Thịnh bẻ môi. "Y mới là tiểu hài tử đó, mới lớn hơn ai có mấy tuổi đâu mà đòi làm ca ca." Tương Thanh ra chiều mờ mịt. "Sao lại chỉ kém có 4 tuổi được chứ? Cùng máu mủ ruột ra, vì sao lại khác biệt nhau lớn như thế?" "Gì chứ hả?" Ngao Thịnh chẳng rõ. "Gì mà khác biệt lớn?" "Quan tiểu tiên sinh khiến ai ai cũng mến, vừa thông minh vừa tốt bụng. Còn cậu..." Nói đến đó, Tương Thanh quan sát Ngao Thịnh từ đầu đến chân, rồi lắc lắc đầu. "Là một con sói con, lòng dạ hiểm ác." "Ngươi nói cái gì?" Ngao Thịnh trợn tròn. "Hoàng Bán Tiên là ca ca của ta, y và Tư Đồ là chủ tử của ngươi, vậy ta cũng là chủ tử của ngươi." Tương Thanh chỉ lấy mắt mà nhìn cho có lệ, rồi lại tiếp tục ngắm trời mây. "Ta thấy tuổi tác của ngươi không lớn." Ngao Thịnh quan sát Tương Thanh một lần. "Mặt mũi thì vô tình vô cảm, mới nhìn qua đã không ai ưa rồi, cho nên Tư Đồ mới không cần ngươi,
để cho ngươi đi theo ta đó thôi. Ta nói cho ngươi biết nha, tốt nhất phải nghe lời ta đó, không thì phải nếm mùi đau khổ đó. Ta bảo y đi theo ngươi là bởi vì y có tài năng. Từ phía xa xa, tiếng của Tư Đồ vọng đến. Ngươi muốn y nghe theo ngươi ư? Ta thấy ngươi chính là phải nghe theo lời của y mới đúng đó. Nếu không thì trong hoàng cung không có ai để che chở cho ngươi đâu. Nga Thịnh nghe được giọng nói kia thì sợ hãi. Quay đầu lại thì thấy Tư Đồ đang ôm Tiểu Hoàng đi đến. Bước chân khoan thai không nhanh không chậm. Thịnh Nhi, sao đệ có thể nói chuyện như vậy với Tương Thanh? Tiểu Hoàng cũng ra vẻ không vui. Thằng bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã ngang ngược chẳng coi ai ra gì. Về sau còn thế nào nữa đây? Có gì mà không được đâu chứ. Ngao Thịnh ấm ức nhìn Tiểu Hoàng được Tư Đồ đặt xuống đất. Ngay cả ngươi cũng bảo ta thế à? Trong lòng Tiểu Hoàng biết rằng tâm trạng của Ngao Thịnh không được tốt. Tuy rằng thằng nhỏ không nói ra miệng, nhưng hết phần nữa là vì khi nãy bị Tư Đồ dạy cho một trận. Hơn nữa, lần hồi cung này đường xa vời vợi, lành dữ còn chưa biết rõ ngọn ngành. Nó chẳng có chỗ nào để nương tựa đó thôi. Được rồi, Tiểu Hoàng đưa tay so so đầu của nó. Đệ xin lỗi Tương Thanh đi. Về sau ở trong cung, huynh ấy sẽ chăm lo cho sự an toàn của đệ. Đệ phải nghe lời huynh ấy đó. Phi, Ngao Thịnh phun một phát. Y là nô tài, ta làm gì phải nghe theo lời y chứ. Lời còn chưa nói xong, chợt nghe một cái chát một tiếng. Ngao Thịnh bưng một bên mặt đỏ ké lên, chẳng thể nào tin được vào vẻ giận dữ của Tiểu Hoàng ở trước mắt nó. Nó không thể nào xác định được rằng người vừa bạc tay nó chính là y. Ngươi! Dù Ngao Thịnh chẳng được ai sủng ái, nhưng dẫu sao vẫn là một vị hoàng tử. Trong hoàng cung, tất nhiên cũng không ai dám động chạm gì vào nó. Với lại, từ khi còn bé, tâm cơ của nó đã rất sâu sắc. Xưa nay chỉ có nó ức hiếp người ta, chứ chưa từng bị người ta ức hiếp bao giờ. Đối với Tiểu Hoàng, cho dù ngoài miệng nó cứ im im chẳng nói, nhưng trong lòng thật ra cũng rất quyến luyến. Nó cảm nhận được rằng Tiểu Hoàng thương nó, cho nên chẳng thèm cả nể gì mà cứ bám theo y mà vội vĩnh làm nũng. Mà cứ mỗi lần như thế, Tiểu Hoàng cứ chiều theo nó. Hôm nay vì một người ngoài mà Tiểu Hoàng vốn có lòng như Bồ Tát lại đi đánh nó. Chẳng mấy chốc sau, khóe mi của Ngao Thịnh đã hoe hoe đỏ, hung dữ trợn trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng. Mấy người chẳng ai tốt cả. Nói xong thì quay ngoắt mà bỏ chạy vào thạch ốc. Tương Thanh cũng nhẹ giật mình nhìn Tiểu Hoàng. Sắc mặt của Tiểu Hoàng trắng bệch, nhìn bóng dáng của Ngao Thịnh chạy đi xa dần mà y vừa tức giận vừa yêu thương. Ấy rồi lại nghe tiếng Tư Đồ vang lên bên cạnh. Đánh hay lắm. Tuy Tiểu Hoàng là người đánh Ngao Thịnh, nhưng cảm giác đau sát lưu lại trên lòng bàn tay vẫn khiến y khó chịu vô cùng. Y thấy Ngao Thịnh một mình bỏ chạy vào gian thạch ốc thì lo lắng lắm, vừa định đuổi theo thì bị Tư Đồ ngăn lại. Tiểu Hoàng ngoảnh lại nhìn hắn, chợt nghe Tư Đồ cất lời nói với một chất giọng không nhỏ, giọng vào phía trong nhà rằng: Tiên Tiên, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói rồi lại lôi Tiểu Hoàng đi thẳng ra ngoài. Chậm đã, Thịnh Nhi nó. Tiểu Hoàng có hơi do dự. Cái thứ con nít xanh như nó thì không thể nuông chiều đâu. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng. Đừng thèm để ý đến nó nữa, cứ bỏ đó 3 ngày 3 đêm thì khắc biết điều ngay thôi mà. Nói xong thì không màng đến việc Tiểu Hoàng đang dãy dụa, cứ thế ôm người đi thẳng một nước. Ngao Thịnh ở trong phòng nghe được như thế, tức giận đến dậm chân dậm cẳng, miệng mắng rằng: Đáng ghét, xấu xa, hết thảy đều là người xấu cả. Ngao Thịnh ôm một cục tức quẩn quân trong phòng một hồi, cũng không thấy Tiểu Hoàng bước vào. Con nít là vậy đó mà, không có ai để ý mà làm nũng thì chỉ một lúc cũng tự nhiên hết giận thôi. Bụng càng lúc càng xéo sôi, khiến cho Ngao Thịnh có hơi phần hoảng sợ. Bọn họ sẽ bỏ đói nó 3 ngày 3 đêm thật đó hả? Đúng lúc đó thì ở bên ngoài có hương thức ăn đưa đến, làm cho cái bụng rộng của Ngao Thịnh càng xéo to hơn. Và nhìn lại thì Tương Thanh đang mang thức ăn đến. Tương Thanh đặt thực hạp lên bàn rồi xoay người định đi ra ngoài. Ngao Thịnh đưa mắt liếc thực hạp một chốc rồi bảo: Đứng lại! Tương Thanh liền dừng bước và quay đầu lại nhìn nó. Ngao Thịnh lồm cồm bò từ trên giường xuống, đi đến ngồi bên bàn đá, đảo mắt một vòng rồi hỏi: Y đâu rồi? Ai cơ? Tương Thanh chưa hiểu ra. Hoàng Bán Tiên chứ ai?
Ngao Thịnh mở nắp thực hạp ra, hương thơm xông lên nức mũi, bên trong đều là những món nó thích cả. Tiểu tiên sinh và ban chủ đi dùng bữa rồi. Tương Thanh trả lời xong thì xoay người tiếp tục ra ngoài. À, phải rồi. Vừa đi đến cửa thì y ngoảnh lại nói với Ngao Thịnh. Thức ăn bên trong đều là tiểu tiên sinh căn dặn trù phòng làm đó. Nghe bảo đều là những món cậu thích. Nói xong thì ra khỏi cửa. Ngao Thịnh bĩu môi, sau đó cầm bát đũa lên bắt đầu dùng bữa. Ừ, hương vị cũng không tệ. Sau khi dùng cơm xong, Ngao Thịnh so cái bụng căn phòng, chậm rãi bước ra khỏi gian thạch ốc. Chỉ thấy Tương Thanh đang ngồi bên ngoài vách tường, đầu tựa vào tường như thể đang chợp mắt. Phụ trách an toàn gì mà lại nhàn hạ đến như thế chứ? Ngao Thịnh vừa nói, vừa nhặt từ ở dưới đất lên một hòn đá nhỏ, vùng tay ném về phía Tương Thanh. Đang lúc tưởng chừng như hòn đá sẽ đập trúng người của Tương Thanh, thì y hơi khoát tay chặn lại, hòn đá bị phản ngược về, và bắp chân của Ngao Thịnh chợt tê rần. Ngao Thịnh ngã lăn ra đất, ôm chặt lấy chân của mình, nhìn lại mới thấy đó chính là hòn đá mình vừa ném lúc nãy. Nó bực mình mở miệng mắng ầm lên. Người dám lấy đá ném ta ư? Tương Thanh mở tròn mắt ra, từ ở trên đầu tường nhảy xuống nói. Là cậu lấy đá ném ta mới đúng chứ. Ngươi! Ngao Thịnh dây dây ấn ấn bắp chân của mình, vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng chân lại đau quá chừng. Nó ngẫm nghĩ lại, thì mới sớm hôm nay đã bị Tư Đồ lôi cổ đến đây điểm nguyệt đạo, kế nữa là bị Tiểu Hoàng tát cho một cái, bây giờ lại bị Tương Thanh đánh cho chân bị thương. Quả nhiên là một ngày suối quẩy mà, kẻ nào cũng bắt nạt nó hết. Nó càng nghĩ càng thấy ấm ức, thế là không thèm nghĩ nữa, cứ thế ngồi phịch xuống đất mà rơm rớm nước mắt. Nó nghĩ đến mẫu thân đã khuất núi, phụ thân thì không yêu thương gì nó, chẳng ai thân thích cả, sắp tới đây chẳng biết sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đây thì không sao nhìn được, ngẩng mặt lên mà nức nở. Ngao Thịnh khóc khiến cho Tương Thanh có hơi bối rối. Má rồi, y đâu có dồn nhiều sức đâu chứ, lẽ nào đã bị thương rồi ư? Tương Thanh bèn bước đến bên Ngao Thịnh, ngồi sộm xuống, xem xét thương thế cho nó. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Ngao Thịnh hất ra. Nó trừng mắt nói, không cần ngươi lo, các ngươi chả có ai tốt cả. Nói xong thì tự mình khập khiễng bước lê vào nhà, chậm rãi so chân, còn lấy tay áo lau nước mắt nữa. Khốn nổi tay áo của nó toàn là bùn đất, mới lao vài cái đã biến thành con mèo bẩn rồi. Mắt cũng bị bụi đất bay vào, càng lúc càng khó chịu, thế là càng khóc lớn hơn. Tương Thanh hết cách, bèn kéo nước trên giếng lên đổ vào chậu, vắt ướt một chiếc khăn, sau đó vào phòng, kéo Ngao Thịnh đến lau mặt cho nó. Lau xong thì gương mặt của thằng bé cũng trở lại màu trắng nõ như lúc đầu, chỉ có đôi mắt là đỏ đỏ, cái mũi chu chu, mặt mày thì cao có. Đừng giận nữa mà. Tương Thanh không quen an ủi người khác, chỉ biết nhỏ giọng bảo. Ai cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Làm gì có chứ. Ngao Thịnh bất mãn mà bĩa môi. Các người chả ai thèm thương ta hết. Nam tử Hán đại tường phu thì cần gì ai thương yêu chứ. Tương Thanh nói đầy khó xử. Nhưng ta mới 14 tuổi thôi mà. Ngao Thịnh cãi lại. Các người đều lớn hết cả rồi. Một đám người lớn như thế, sớm lại bắt nạt một nhóc tì là ta. Tương Thanh tỏ ra không hiểu. 14 thì sao gọi là nhỏ được? 16 tuổi đã có thể thành thân, thì 14 còn gọi là nhỏ đâu? Ai nói với ngươi 16 tuổi có thể thành thân hả? Ngạo Thịnh nổi giận. Tiểu tiên sinh không phải 17 tuổi thành thân đó ư? Tương Thanh lắc lắc đầu. Ta đây 16 tuổi đã làm phó ban chủ. Còn cậu, nói không chừng 16 tuổi đã có thể trở thành hoàng đế. Thế mà cứ động một chút là khóc nhè thôi. Ngươi mới 16 tuổi đã là phó ban chủ ư? Ngao Thịnh chợt trở nên hưng phấn. Thế năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Không liên hệ gì tới cậu. Tương Thanh trừng mắt nhìn nó. Mau đứng dậy đi rửa mặt mũi đi. Ban chủ và tiểu tiên sinh sẽ quay lại ngay đó. Nói xong thì giặt sạch khăn chuẩn bị ra ngoài. Không được phép đi. Ngao Thịnh nhào đến níu lấy Tương Thanh lại. Nói đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tương Thanh nhìn tên nhóc đang quấn lấy mình này. Ta bao nhiêu tuổi thì có quan hệ gì với cậu đâu? Ngươi có nói hay không hả? Ngao Thịnh nhảy dựng lên, níu chặt không cho Tương Thanh đi, oan oan mồm mà hỏi. Có nói hay không hả? Nói mau. 3 tháng sau, y sẽ tròn 20 tuổi. Tư Đồ vừa dùng xong, quay lại, cười đáp thay. Ban chủ.
Thường Thanh thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã quay lại, liền túm lấy Ngao Thịnh, mang kẻ đang bám dính lấy mình đẩy sang một bên. Hứ, Ngao Thịnh bẻ môi khinh thường, ta cứ nghĩ là lớn lắm, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi thôi. Thường Thanh khẽ mím môi, bị chọc tức mà không cãi được, xoay người cáo biệt Tư Đồ và Tiểu Hoàng rồi ra ngoài đứng chờ. Tư Đồ cảm thấy buồn cười, nhỏ tiếng nói với Tiểu Hoàng, tên nhóc tỳ này cũng lợi hại thật đó, hiếm khi thấy được biểu tình thú vị như thế của Tương Thanh nha. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn, có phần hơi đồng cảm về phía Tương Thanh, bĩa môi với Tư Đồ, bảo hắn ra ngoài chờ. Thế là Tư Đồ nhún vai rời khỏi, để lại Tiểu Hoàng ở lại với Ngao Thịnh. Đợi cho bọn họ đi hết rồi, thì Tiểu Hoàng quay sang, thấy Ngao Thịnh bó gối, ngồi trên trường tháp, một bên mặt lúc nãy bị mình đánh vẫn còn đỏ. Tiểu Hoàng cảm thấy hơi đau lòng, bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay muốn sờ má cho nó. Ngao Thịnh ngã về phía sau, cố tình tránh né, phòng mang trợn mắt liếc nhìn Tiểu Hoàng, không thèm nói lời nào. Có đau không nào? Tiểu Hoàng dịch sát qua, hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh sờ mặt, tức giận đáp, ngươi nói xem. Tiểu Hoàng cảm thấy rất là áy náy, thấp giọng bảo, mới vừa rồi ta giận lắm, thôi như vậy đi. Nói xong thì chìa mặt mình ra, cho để đánh bù lại đó. Ngao Thịnh bị y chọc cho cười, lắc lắc đầu bảo, ta đây chả dám đâu, đánh huynh thì cái lão Tư Đồ kia còn không chặt nát tay ta à. Vậy thì biết làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng lại dán vào, đệ vẫn còn giận à? Ngao Thịnh không đáp, chỉ đảo mắt nhìn y rồi mới hỏi, sao huynh lại đánh ta? Vậy sao đệ ăn nói với Tương Thanh như vậy hả? Tiểu Hoàng giảng giải, huynh ấy là bằng hữu của bọn ta, cũng là trưởng bối của đệ, sao đệ có thể vô lễ như thế chứ? Trưởng bối? Ngao Thịnh bẻ môi, y so với ta chỉ hơn có 4 tuổi, trưởng bối cái củ cà rốt ấy. Tiểu Hoàng nhấp nháy mắt, đệ 14, huynh ấy 20, là 6 tuổi mới đúng chứ. Ai bảo như thế? Ngao Thịnh tỏ vẻ không phục, ta sắp 15 rồi, y còn chưa đến 20, vậy thì chỉ có 4 tuổi thôi. Mà ở đâu ra cái thứ trưởng bối chỉ hơn có 4 tuổi chứ? Tiểu Hoàng cũng hết cách, Ngao Thịnh đúng là vẫn còn tâm tính của trẻ con. Tiểu Hoàng ôm lấy nó vào lòng, nó cũng không có phản kháng, chỉ có hơi tức tức mà thôi. Tiểu Hoàng biết cơn tức giận của nó đã tiêu tan không ít, bèn so so đầu của nó mà nói, để có biết hay không, đợi đến khi hồi cung rồi, nguy cơ trùng trùng, Tương Thanh phải bảo vệ an toàn cho đệ, còn giúp đệ suy nghĩ biện pháp. Đệ có chuyện gì cũng phải thương lượng cùng với huynh ấy, ngàn vạn lần không được trêu chọc như mới vừa rồi đâu đó, có biết chưa? Ngao Thịnh trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi, huynh không theo giúp ta sao? Tiểu Hoàng sừng sốt, rồi vỗ vỗ lưng Ngao Thịnh mà nói, còn chưa đến lúc đâu. Cái gì mà còn chưa đến lúc chứ? Ngao Thịnh ngẩng mặt lên, huynh có biết hay không hả, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho huynh và Tư Đồ đâu. Ý đệ là sao? Tiểu Hoàng chưa hiểu. Tính tình lão ta quái đản lắm, Ngao Thịnh nói, tẩm cung của lão là nơi không cho phép bất cứ phi tử nào vào cả. Có một lần ta lén chạy vào xem thử, thì thấy ở trên tường đầy rẫy tranh họa chân dung của Ân Tịch Ly. Sao cơ? Tiểu Hoàng kinh ngạc. Ý của đệ là, phụ hoàng ta thường xuyên tự nhốt mình trong tẩm cung, có đôi khi sẽ đập vỡ đồ đạc, có đôi khi lại cười rất quái dị, cứ như điên điên khùng khùng ấy. Ngao Thịnh ngồi thẳng dậy, thở dài bảo, ta không muốn trở về nơi ấy đâu. Tiểu Hoàng nghe nói như thế, liền hỏi, thế đệ có muốn làm hoàng đế không? Có, ta muốn. Ngao Thịnh gật gù, không một chút do dự. Vì sao nào? Tiểu Hoàng thắc mắc. Là bởi vì làm hoàng đế sẽ giúp đệ có được những thứ mình muốn ư? Không phải à nha. Ngao Thịnh bĩa môi. Bậu huynh tưởng ta là thằng ngốc hả? Nếu ta mà không trở thành hoàng đế thì còn có cơ hội toàn mạng hay sao? Tiểu Hoàng càng kinh ngạc hơn, nhìn Ngao Thịnh. Đừng nói chỉ có ta, mà ngay cả huynh và Tư Đồ cũng đừng hòng có đường sống. Ngao Thịnh rên rỉ rồi ngồi xếp bằng lại. Vị nhị hoàng huynh kia của ta ấy à, đừng nói thấy hắn có vẻ bệnh hoạn yếu ớt mà xem thường hắn. Tâm địa của hắn cũng hiểm độc lắm đó. Lại còn cả ngoại công của hắn nữa, lão già Hạ Viêm Quản ấy, và cả cái tên Hạ Lỗ Minh đang nắm giữ binh quyền hoàng thành nữa. Lúc trước Thụy Vương còn ở đó thì bọn họ còn biết kiêng dè, bây giờ Thụy Vương mất mà tề dịch cũng chẳng còn,
quay về cũng chưa biết sẽ ra sao đâu. Tương Thanh cũng chỉ là một tên nhóc, có thể giúp đỡ được gì đâu chứ. Tiểu Hoàng mỉm cười, cố gắng hết sức để ôm Ngao Thịnh đặt lên chân của mình mà nói. Đệ có biết vì sao hoàng đế lại phong đệ làm thái tử hay không? Ngao Thịnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Tiểu Hoàng, tỏ ra khó hiểu. Dù sao thì chắc chắn là lão cũng có dụng ý riêng, còn cụ thể ra sao thì ta không rõ. Sức khỏe của phụ hoàng đệ rốt cuộc là thế nào vậy? Tiểu Hoàng hỏi. Bề ngoài thì thấy lão bệnh nặng lắm, nhưng mà... Ngao Thịnh vừa nói vừa đổi đề tài câu chuyện. Ta cứ cảm thấy như là lão ta đang giả vờ ấy. Sao đệ lại nghĩ như vậy? Tiểu Hoàng lại hỏi. Ta thấy lão lén đổ thuốc của thái y dâng lên. Còn nữa nha, có những lúc lão không chú ý, ta trộm nhìn thấy lão có vẻ khỏe lắm. Ngao Thịnh trả lời. Ông ta không phải là không chú ý để đệ nhìn thấy, mà là cố tình để cho đệ thấy đó. Tiểu Hoàng vuốt vuốt tóc cho nó. Phụ hoàng của đệ phong đệ làm thái tử bởi vì ông ta biết đệ có ta và Hắc Vân Bảo làm hậu thuẫn. Ông ta muốn lợi dụng Hắc Vân Bảo để diệt trừ Hạ Thái Sư, sau đó sẽ diệt nốt luôn Hắc Vân Bảo. Như thế thì Giang Sơn sắp lung lay của ông ta sẽ lại rơi vào tay của ông ta một lần nữa. Lão! Ngao Thịnh cao mày suy nghĩ cả buổi rồi mới gật gù. Thì ra là như thế. Thế ta phải làm sao đây? Tiểu Hoàng lại vuốt tóc cho nó. Đệ chỉ cần cố gắng vươn lên để ông ta cảm thấy đệ không biết gì cả. Vậy là ổn thôi. Ngao Thịnh ngoẹo đầu nhìn Tiểu Hoàng. Vì sao chứ? Đệ và nhị hoàng tử nếu mang ra so sánh với nhau, tuy rằng nhỏ tuổi hơn, nhưng xét về sự xuất sắc thì đệ trội hơn. Tiểu Hoàng thấp giọng nói. Trong chốn cung đình thì tránh sao được chuyện phe phái tranh đấu với nhau nào. Lúc trước Hà Viên Quảng bị Thụy Vương áp chế, cho nên thế lực của ông ta không thể bành trướng khắp triều đình và dân gian được. Hơn nữa, ta xem cách xử sự của ông ta thì thấy người này là kẻ khẩu Phật tâm xa. Thụy Vương vừa nằm xuống là ông ta liền truy cùng giết tận thủ hạ của Thụy Vương, tất sẽ gây ra không ít thù hận. Chính là vì vậy, trong thời gian đầu, những thủ hạ cũ của Thụy Vương nếu muốn giữ mạng chỉ có thể dựa vào đệ thôi. Ngao Thịnh gật gù. Ý của huynh là bảo ta mượn sức của nhóm người Thụy Vương. Tiểu Hoàng gật đầu. Đệ phải biểu hiện rằng mình thật sự có khả năng, trầm tĩnh, có khí chất vương giả, để những người đó chịu đi theo đệ, nhưng không dám tính kế lừa gạt hãm hại đệ. Thái độ của đệ đối với bọn họ không cần quá cung kính, chỉ cần làm cho bọn họ hiểu rằng nếu không biết lấy lòng đệ, không phò trợ đệ lên ngôi thì sẽ rơi vào tay Hạ Viên Quảng và cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngao Thịnh gật đầu bảo, thật ra chuyện này không làm ta lo lắng lắm, có điều ta sợ phụ hoàng. Để sợ ông ta? Tiểu Hoàng hỏi. Phải, Ngao Thịnh gật đầu, ta không biết làm sao để đối mặt với lão, lão nghĩ gì ta đoán không được. Tiểu Hoàng mỉm cười, kỳ thật người sống trên đời này đều như nhau cả thôi. Nói thế là sao? Ngao Thịnh tỏ vẻ không hiểu. Để không hiểu ông ta nghĩ gì, vậy thì ngược lại, ông ta cũng không biết đệ đang nghĩ gì. Tiểu Hoàng hỏi lại Ngao Thịnh. Đúng không nào? Đúng. Ngao Thịnh gật đầu mà cứ như mơ mơ hồ hồ. Sau đó thì sao? Sau đó đệ có một ưu thế, chính là ông ta càng khao khát muốn hiểu đệ nhiều hơn cả chính đệ muốn hiểu về ông ta. Ngao Thịnh cảm thấy rất khó hiểu. Là sao? Hoàng đế là một người luôn nắm tất cả mọi thứ trong tay của mình, tâm cơ thâm trầm. Ông ta muốn lợi dụng đệ để bảo trụ Giang Sơn của ông ta, làm sao có thể tự cho phép chính mình không hiểu gì về đệ được. Tiểu Hoàng nói. À ha. Ngao Thịnh gật gù. Nhưng nếu như vậy thì ta phải làm sao? Thời gian đầu đệ phải cố gắng giấu kín tất cả mọi cảm xúc, không được biểu hiện ra hỉ nộ ái ố, không để tâm thắng thua, không cho ông ta có cơ hội nào để nhìn thấu đệ. Chuyện duy nhất mà đệ phải làm chính là chuyên tâm mượn sức tất cả những người có thể mượn, gây dựng thế lực cho mình. Đối với ông ta thì phải hiếu thuận dễ bảo. Phần khác, phải tận tâm tận lực, tránh giao tranh chính diện với người nhà họ Hạ. Chỉ cần đệ cố gắng duy trì một năm thôi, cho chính đệ một chút thời gian để trưởng thành hơn. Ngao Thịnh gật đầu, cố gắng ghi nhớ hết thảy mọi điều. Lão ta nhất định sẽ trăm phương nghìn kế phái người đến để dò hỏi. Nhưng nếu ta không tín nhiệm bất kỳ ai, cũng không nói ra lời trong lòng,
thì lão có chết cũng không thể nhìn thấy được gì cả. Thông minh lắm, Tiểu Hoàng gật gù. Nhưng dù sao, một cây làm chẳng nên non mà. Thế nên, những lúc để cần người để thương lượng thì phải tìm Tương Thanh. À, Ngao Thịnh gục gặt đầu. Chả trách huynh bảo ta phải đối xử tốt với y. Nhưng mà, trước mặt người khác, để không được để người ta biết để đối xử tốt với huynh ấy. Tiểu Hoàng chỉ vào ngực của Ngao Thịnh. Ở trước mặt của người khác thì đệ phải để cho người ta nghĩ rằng Tương Thanh chỉ là một hộ vệ, một tùy tùng, một nô tài mà bất cứ lúc nào đệ cũng có thể vứt bỏ được. Nhưng trong lòng đệ, đệ phải nhớ kỹ rằng huynh ấy là người duy nhất mà đệ có thể tin tưởng là bằng hữu của đệ. Ngao Thịnh trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Ta hiểu rồi. Thế sau một năm thì sao? Ngao Thịnh lại hỏi. Hết một năm rồi thì ta phải làm gì nữa? Sau một năm, Tiểu Hoàng cười có phần buồn bã. Đến lúc ấy thì ta sẽ đến chỗ của đệ. Huynh sẽ đến ư? Ngao Thịnh vừa mừng vừa sợ. Thật ư? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc đó đệ đã 16 tuổi, trong tay cũng có thế lực của mình. Tiểu Hoàng so so đầu Ngao Thịnh. Đến lúc đó ta và Tư Đồ sẽ đến giúp đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ừ, Ngao Thịnh nhào vào lòng của Tiểu Hoàng cọ cọ. Ta biết là huynh không nỡ bỏ mặt ta đâu mà. Thịnh nhi, Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng gọi Ngao Thịnh. Nhưng ta muốn đệ phải thề một chuyện. Thề ư? Ngao Thịnh chưa kịp hiểu. Nhưng là thề chuyện gì cơ? Đệ phải thề, nếu có một ngày đệ nắm được thiên hạ trong tay, tuyệt đối không được gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Mắc mớ gì ta phải gây khó dễ cho hắn chứ? Ngao Thịnh trừng mắt. Ta có nhỏ nhen thế đâu. Đệ thề đi. Tiểu Hoàng vẫn kiên trì. Được rồi. Ngao Thịnh giơ tay lên, thành kính thề với trời. Ngao Thịnh ta xin thề với trời, không cần biết về sau có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Nếu phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Nói xong thì quay sang nhìn Tiểu Hoàng. Huynh vừa lòng chưa? Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, kéo Ngao Thịnh đến ôm vào trong lòng, tự lẩm bẩm. Ừ, đệ nhất định phải nhớ rõ lời thề hôm nay đó. Tư Đồ đi qua đi lại trước cửa thạch ốc độ hai vòng, rồi thì tìm ghế đá dài mà ngồi xuống. Tương Thanh mang đến cho hắn một chén trà. Tư Đồ nhìn y, cười và hỏi. Bắt ngươi đi cùng với Ngao Thịnh, hẳn là ngươi không được vui. Tương Thanh hơi sửng sốt, vội vã lắc đầu nói. Ban chủ bảo tôi đi. Tôi có thể không đi sao? Tư Đồ cười, thản nhiên nói. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, chẳng cần thiết phải chôn chân ở mãi một nơi. Có thể làm gì thì cứ làm đi. Tương Thanh ngẩng lên nhìn chằm chằm Tư Đồ. Ban chủ, ngươi... Những thủ hạ dưới trướng của ngươi thì ngươi đều dẫn theo hết đi. Tư Đồ nhấp một ngụm trà, rồi nói một cách rất là bâng quơ. Sao cơ? Tương Thanh ngạc nhiên. Ban chủ... Tôi dẫn người đi rồi thì Hắc Vân Bảo phải làm sao đây? Người chỉ dẫn theo những người của mình mà thôi. Số còn lại có ít đâu mà sợ. Tư Đồ cười. Nhưng mà tình hình bây giờ. Tương Thanh có hơi sốt ruột. Việc ở đây người đừng bận lòng. Tư Đồ mỉm cười ngắt lời Tương Thanh. Đi theo Ngao Thịnh đến Kinh Thành đi. Và hãy nhớ rõ nó là đệ đệ của Tiên Tiên đó. Tương Thanh im lặng cúi đầu. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên hỏi. Vậy chờ khi Ngao Thịnh đăng cơ rồi thì tôi có thể quay về hay không? Tư Đồ sừng sốt bật cười. Vậy thì phải xem ngươi có muốn quay về hay không đã. Tương Thanh kinh hãi hỏi lại. Ban chủ, ngươi không cần tôi nữa ư? Tư Đồ cười ha hả, đứng dậy vỗ vai của Tương Thanh. Sự đời khó nói trước, đợi đến lúc đó rồi mới nói đi. Mấy ngày sau đó thì mọi người ai nấy đều hết sức bận rộn. Ngao Thịnh cũng không gây chuyện gì náo loạn hơn nữa. Ban ngày thì đi theo Tiểu Hoàng đọc sách. Tiểu Hoàng dạy nó thêm vài điều. Buổi tối thì Tư Đồ dạy nó học võ công,